Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tuổi Quý Dậu 1993, sinh từ 23 tháng 1 năm 93 đến 9 tháng 2 năm 94 dương lịch. Những ai sinh năm 93 Quý Dậu thuộc mệnh Kim, thuộc Kim sẽ tương sinh với Thủy Thổ, sẽ tương khắc với Mộc Hỏa. Xét theo kiểu này khá là chung chung. Không phải ai sinh năm 93 cũng giống nhau, thậm chí sinh cùng ngày giờ, cùng giới tính chưa hẳn đã giống nhau. Vậy mấu chốt nằm ở đâu? Mời các bạn xem trọn video. Không tin nhân quả, các vị không nên dùng phong thủy. Vì phong thủy không thay đổi được nhân quả. Phong thủy giúp thuận lợi về tài lộc nhưng không phải vạn năng. Bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy, cúng kiến bao xính lễ nhưng tâm bất thiện là điều vô nghĩa. Có nhiều thuật số khác nhau, trong video này Khải Toàn chia sẻ hai cách tra. Tra đơn giản theo niên mệnh và tra chi tiết theo tháng và năm sinh. Tra theo năm sinh tính chính xác không cao, tra thêm tháng sinh theo bát tự tứ trụ tính chính xác cao hơn. Ví dụ người tuổi Dậu cực đoan, bảo thủ, trọng gia đình, nhưng nếu sinh tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi sẽ bình hòa bao dung. Nếu sinh tháng Tỵ Ngọ, tầm tháng 5 tháng 6 dương lịch, tính tình dễ nóng nảy. Vì thế xét một lá số theo bát tự tứ trụ cần cả năm tháng ngày giờ sinh. Làm thế nào để người tuổi Quý Dậu có vận tốt? Các bạn có thể ứng dụng phong thủy, trao dồi tri thức, tư duy tích cực và quan trọng nhất vẫn là sống thiện lành thông qua tu tâm dưỡng tánh bằng con đường học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền. Tóm tắt người tuổi Quý Dậu: chữ Quý thuộc thủy, chữ Dậu thuộc kim. Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, là một mật mã cực đoan. Khi họ cho điều gì là đúng thì khó ai có thể kiên nhẫn tranh cãi với họ đến cùng. Chỉ xét riêng theo năm Quý Dậu sẽ có một số tính cách nhất định. Ví dụ người tuổi Quý Dậu thường trọng gia đình, đa phần có tính tình cương trực, bảo vệ lẽ phải. Mệnh nữ có lòng yêu thương mọi người và yêu thương động vật. Những người tuổi Dậu, họ thường tự hào cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Tuổi Dậu có tính cần cù, kiên trì không biết mệt mỏi. Nhưng trừ nhóm người sinh vào cuối năm tầm tháng 12 tháng 1 dương lịch. Tuổi Quý Dậu khi gặp khó khăn, họ kiên tâm vững vàng, tư tưởng kiên định và đầy quyết đoán. Nhưng lại bị xao động nhiều về tình cảm. Nhóm người sinh từ tháng 9 đến tháng 1 dương lịch đa phần là nhóm người thông minh. Người tuổi Quý Dậu thường thích làm nghề tự do và cũng nhiều người thích làm việc thiện nguyện, nhất là mệnh nữ. Họ vào đời sớm, khi trưởng thành trải qua nhiều thử thách, tuổi Quý Dậu chủ yếu thành công sau giai đoạn trung niên, càng về sau càng phát đạt. Tuổi Dậu dễ nổi bật trước đám đông bởi tài giao tiếp của mình, họ giỏi trong việc thuyết phục mọi người. Ngược lại, nếu có ai phản bác ý kiến của mình, người tuổi Dậu họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình là đúng. Chính vì sự cố chấp, sự bảo thủ của họ khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Đặc biệt vì quá thương gia đình nên họ bênh vực người thân đôi khi thái quá. Nhìn chung họ là những người thiện lành. Sau khi biết được dụng thần, các bạn vào website của Khải Toàn xem phần mô tả chi tiết theo từng ngũ hành, từ màu sắc, hình dạng, ăn uống, ngành nghề, động vật để tham khảo và ứng dụng theo thuật cải vận. Các bạn lưu ý, mỗi lá số thường có hai dụng thần tức là mệnh khuyết. Nội dung video này đề cập từng tháng sinh và đề cập đến mệnh ngày sinh. Bát tự tứ trụ theo bốn cột, cột năm, cột tháng, cột ngày, cột giờ, ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi, như hình minh họa này. Ngày tháng năm sinh đề cập là ngày dương lịch. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm ra dụng thần, từ màu sắc, trang phục, ngành nghề phù hợp cho tuổi Quý Dậu. Cách thứ nhất, tra đơn giản theo niên mệnh. Quý Dậu thuộc kiếm phong kim, vị hộ mệnh là vị bất động minh vương. Mệnh kim thì dùng màu của kim hoặc màu của thổ, gồm các màu nâu, trắng và xám. Đồ vật kim loại, đồ lạnh, khỉ, gà đều thuộc kim. Ngân hàng, tài chính, kế toán,
kinh doanh chứng khoán, công nghệ là các ngành thuộc kim. Giờ tốt của kim là giờ buổi chiều sau 15 giờ. Tam hợp với dậu ta có sửu hoặc tỵ, hoặc là thân tuất. Tứ xung ta có tý ngọ mão dậu. Xét theo phương pháp này thì 10 người chỉ có vài người đúng, không thể nào chính xác như dụng thần bát tự. Biết mệnh mới có thể cải mệnh, ứng dụng phong thủy cho thêm 2-3 phần cải thiện tài lộc. Cải vận tốt nhất vẫn là sự tự tu và cách sống thiện lành. Quý dậu xét theo dụng thần bát tự, mức độ chính xác hơn 80-90%. Nếu so với chỉ xét theo năm sinh, tháng sinh có sức ảnh hưởng không kém năm sinh. Nội dung video được chia thành 12 phần, mô tả chi tiết theo từng tháng sinh, được tính theo tháng dương lịch cho các bạn tiện theo dõi. Nhóm 1, tuổi Quý Dậu sinh từ 23 tháng 1 cho đến 20 tháng 2 năm 93. Năm Quý Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn. Tháng sinh Dần Mộc là một trong tứ trường sinh, tính cách thẳng thắn, khi nóng giận như lửa khó kiềm chế. Dần có tính quân tử nghĩa hiệp. Chữ Quý Dậu thuộc kim thủy, tháng sinh Giáp Dần vào thời điểm cuối tháng 1 và đầu tháng 2 vẫn còn lạnh. Sau ngày 9 tháng 2 mới vào tiết khí xuân, nên nhóm này có hai nhóm dụng thần. Hiện tại thời vận trước 33 tuổi của mệnh nữ khá tốt, nếu sinh trước ngày 8 tháng 2 dương. Nhưng tính tình có phần thiếu sự kiên định và dễ nóng nảy do hành vận tỵ. Nhóm mệnh nữ sinh sau 9 tháng 2 có vận không đẹp bằng. Muốn đạt được điều gì thường phải nỗ lực rất nhiều. Thời vận mệnh nam sau 31 tuổi bước vào vận canh tuất, bất lợi với nhóm sinh trước 8 tháng 2. Nhóm sinh sau 9 tháng 2 có vận khá hơn. Vận tuất hợp với dậu, tuất dậu hợp kim. Quý Dậu sinh từ 23 tháng 1 năm 93 cho đến 8 tháng 2 năm 93 dương lịch, đa phần là kỵ kim thủy. Người kỵ kim thủy không nên để nhà vệ sinh bừa bộn. Dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể. Quý Dậu sinh từ 9 tháng 2 cho đến 20 tháng 2 năm 93 dương lịch, đa phần là kỵ mộc. Người kỵ mộc nên làm gọn râu, lông, tóc và móng, không nên nuôi mèo. Dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Với người thiếu hỏa, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ chiều, hoặc là buổi sáng sớm là giờ của mộc. Với người thiếu kim, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc, giúp thêm may mắn. Tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là giờ buổi chiều từ 15 đến 19 giờ. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng tốt vài phần. Cải vận tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Nhóm 2, tuổi Quý Dậu sinh từ 21 tháng 2 cho đến 22 tháng 3 dương lịch. Sinh tháng Ất Mão, Dậu Mão xung nhau, có hai mật mã này cuộc đời dễ biến động. Chữ Quý Dậu thuộc kim thủy, chữ Ất Mão thuộc mộc, sinh mùa mộc vượng, đa phần sinh thời điểm này là kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên nuôi mèo và ít gần cây cối. Năm Quý Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn, còn Mão tượng trưng cho sức mạnh của mộc, tính khí cực đoan không kém Dậu. Có tính quân tử, háo thắng, bảo vệ gia đình, nhiều hoài bão. Tháng sinh Mão, sinh năm Dậu, cố chấp cực độ, không khéo dễ làm phiền lòng những người thân yêu. Hai chữ này đều là mật mã của người đứng đầu, có tài lãnh đạo. Thời vận trước 42 tuổi của mệnh nữ nhiều trở ngại, thời vận không đẹp, tính tình dễ nóng nảy. Mệnh nữ đang hành vận có sao Hàm Trì, chủ về đào hoa, nhân duyên và cưới hỏi. Với mệnh nam hiện tại có thời vận khá hơn, nhiều cơ hội trong công việc. Mệnh nam đang hành vận có sao Thiên Hỷ, dễ có chuyện vui vẻ về tình duyên và con cái.
Quý Dậu sinh từ 21 tháng 2 cho đến 22 tháng 3 dương lịch vào các tiết khí mộc vượng. Người kỷ mộc nên làm gọn râu lông tóc, không nên nuôi mèo. Dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng tây bắc hoặc tây, giúp gia tăng vận tốt. Gõ chuông đồng là tăng vận kim. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là buổi chiều từ 15 đến 19 giờ, hoặc giờ buổi tối là giờ của thủy. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Nhóm 3, tuổi Quý Dậu, sinh từ 23 tháng 3 cho đến 21 tháng 4 năm 93 dương lịch, sinh tháng Bính Thìn, và từ 22 tháng 4 cho đến 20 tháng 5 là tháng Thìn thuộc Nhuận. Quý Dậu thuộc Kim Thủy, sinh tháng Thìn Thổ là một trong tứ khố đại diện cho đất đai nhà cửa. Năm sinh Quý Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn, bản tính của Thìn cả đời biến hóa, có khí chất thường là mệnh tốt hơn mệnh khác. Năm Dậu tháng Thìn hợp thành kim là tượng tốt trong lá số. Hiện tại thời vận trước 33 tuổi của mệnh nữ nhiều biến động, tâm nhiều lo lắng. Mệnh nữ đang hành vận Mùi là sao Quả Tú, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Bù lại sau 34 tuổi bước vào 20 năm có vận rất đẹp. Với mệnh nam hiện tại trước 31 tuổi hành vận Sửu, nhiều khả năng sáng tạo, tài trí trong công việc. Sau 32 tuổi vào vận tốt. Nhìn chung thời vận của cả nam và nữ sinh nhóm này sao trung niên thường khá đẹp. Do sinh tháng Nhuận nên nhóm này có 3 nhóm dụng thần mệnh khuyết. Đầu tiên Quý Dậu sinh từ 23 tháng 3 cho đến 19 tháng 4 dương lịch vào các tiết khí mộc vượng. Dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Quý Dậu sinh từ 20 tháng 4 cho đến 9 tháng 5 dương lịch, tiết khí cốc vũ. Dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể. Quý Dậu sinh từ 10 tháng 5 cho đến 20 tháng 5 dương lịch, tiết khí lập hạ. Dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên về hướng tây hoặc tây bắc, giúp gia tăng vận tốt. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là buổi chiều từ 15 đến 19 giờ, hoặc giờ buổi tối là giờ của thủy. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu, tăng vận tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất. Phong thủy ngôi nhà đang sống ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Nhóm 4, Quý Dậu sinh từ 21 tháng 5 cho đến 19 tháng 6. Chữ Quý Dậu thuộc Kim Thủy, sinh tháng Đinh Tỵ, Tỵ Hỏa là kiểu người rất biến hóa, thích hướng ngoại, giao tiếp giỏi. Nhóm người sinh thời điểm này Hỏa vượng Thủy suy, Hỏa vượng tức là kỵ hỏa, không nên sử dụng các màu nóng, không nên nuôi chó. Người Hỏa vượng sắc thái da thường không đẹp, họ hoạt động không ngơi nghỉ, dễ nóng tính thái quá. Hỏa vượng là người đầy nhiệt huyết. Năm Dậu tháng Tỵ hợp kim là tượng tốt trong lá số. Hiện tại thời vận trước 33 tuổi của mệnh nữ khá đẹp. Sau 34 tuổi nhiều biến động, dễ thị phi. Vì đại vận gặp Dậu phạm phục ngâm, cẩn thận lời ăn tiếng nói. Mệnh nam hiện tại trước 30 tuổi hành vận Dần, nhiều trở ngại. Sau 31 tuổi vào 20 năm đại vận tốt. Tuổi Quý Dậu sinh tháng Đinh Tỵ từ 21 tháng 5 cho đến 19 tháng 6 dương lịch vào các tiết khí mùa hè oi bức. Mùa hè hỏa vượng, tháng Tỵ là hỏa, là mệnh kỵ hỏa. Dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Gõ chuông đồng mỗi sáng là hành vận kim. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc, giúp thêm may mắn. Đi ngủ hoặc tập thể dục mang theo chai nước suối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cải vận tốt nhất. Nơi ở sạch sẽ,
gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Nhóm 5 tuổi Quý Dậu, sinh từ 20 tháng 6 cho đến 18 tháng 7 năm 93 dương lịch. Tháng Mậu Ngọ, năm Dậu, cố chấp cực độ, không khéo, dễ làm phiền lòng những người thân yêu. Tuổi Quý Dậu sinh tháng Ngọ là có sao Hàm Trì, chủ về đào hoa, tướng mạo ưa nhìn, thông minh, lãng mạn, có duyên ăn nói. Người tuổi Quý Dậu sinh tháng Ngọ có sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa và tình cảm dễ biến động. Chữ Quý Dậu thuộc kim thủy, Ngọ là hỏa, vốn nóng tính, khi giận dữ không thể nào kiềm chế, là người theo chủ nghĩa cực đoan, thích tự do. Người hỏa vượng sắc da thường không đẹp, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, không nên nuôi chó và hạn chế dùng màu nóng. Hiện tại thời vận trước 33 tuổi của mình nữ khá tốt, nhưng dễ gặp thị phi và ảnh hưởng sức khỏe. Sau 34 tuổi vận chuyển biến tốt hơn. Với mệnh nam hiện tại trước 41 tuổi, hành vận không đẹp, vận nhiều mộc hỏa, tính tình quân tử, không kiên định. Sau 42 bước vào các đại vận tốt vì hành vận có thủy. Tuổi Quý Dậu sinh tháng Mậu Ngọ, 20 tháng 6 cho đến 18 tháng 7 dương lịch, vào các tiết khí hè oi bức, mệnh kỵ mộc hỏa, không nên nuôi chó mèo và kỵ màu đỏ tím cam hồng. Dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Giờ tốt trong ngày cho mệnh tiết thủy là buổi tối, càng về khuya càng nhiều tinh thần, hoặc sau 15 giờ là giờ của kim. Kỵ vào giờ tỵ ngọ mùi, 9 đến 15 giờ trưa là giờ của hỏa. Mỗi sáng thức dậy nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc giúp thêm may mắn. Đi ngủ hoặc tập thể dục mang theo chai nước suối. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Nhóm 6 tuổi Quý Dậu, sinh từ 19 tháng 7 cho đến 17 tháng 8 dương lịch, tháng Kỷ Mùi. Quý Dậu thuộc kim thủy, Kỷ Mùi thuộc hỏa thổ. Năm Quý Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn. Tháng sinh Mùi đại diện cho đất đai nhà cửa, người có lòng bao dung, dễ cảm thông trước những hoàn cảnh khó khăn, có lòng thương người. Thời điểm này do thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa thổ, người sinh nhóm này không nên nuôi chó và kỵ màu đỏ tím cam, là nhóm người tốt tính nhưng lại cọc tính. Người thổ dày đại diện cho người thành thật, bao dung, đôi khi thiếu ngăn nắp nhưng hiếu thuận và thật thà. Năm Dậu sinh tháng Mùi là người có sao quả tú, mật mã, dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận trước 33 tuổi của mình nữ, sinh tháng Mùi, đa phần tâm lo nghĩ nhiều, tâm khó an, nhiều chuyện lặt vặt phát sinh. Sau 34 tuổi bước vào đại vận khá tốt. Thời vận của mệnh nam sinh tháng Mùi khá lận đận, người càng nóng tính vận càng xấu. Tuổi Quý Dậu sinh từ 19 tháng 7 cho đến 11 tháng 8 dương lịch, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là mộc. Tuổi Quý Dậu sinh từ 12 tháng 8 cho đến 17 tháng 8 dương lịch, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Mệnh cần thủy, đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối, cần mộc mang theo quyển sách. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc là thủy, hướng đông là mộc, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, giờ của mộc là sáng sớm. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng đến tài lộc. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nhóm 7 tuổi Quý Dậu sinh 18 tháng 8 cho đến 15 tháng 9 dương lịch. Quý Dậu thuộc kim thủy, canh thân thuộc kim, kim vượng là người trượng nghĩa, lời nói dễ gây sát thương. Năm sinh Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn. Tháng sinh Thân là nhóm người biến hóa, có phần kiêu căng, thiên về người hướng ngoại, năng động, giỏi giao tiếp. Thời vận mệnh nữ từ 31 đến 35 tuổi tốt hơn trước 30.
Trước 30 tuổi, hành vận có sao dịch mã, dễ biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Thời vận mệnh nam, sinh tháng thân, đa phần là tốt. Trước 34 tuổi, hành vận tỵ, có thể thiếu kiên định. Tuổi Quý Dậu, sinh tháng Canh Thân, từ 18 tháng 8 cho đến 15 tháng 9 dương lịch, đa phần là kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, hạn chế gương và trang sức vàng bạc. Kim vượng là đại diện cho người dễ gây sát thương qua lời nói hoặc là háo thắng và hào hiệp. Dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thứ mộc là sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Mệnh cần mộc, đi ngủ mang theo quyển sách, có thể trồng nhiều cây cối. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, tăng vận tốt vài phần. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cải biến vận mệnh tốt nhất. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng đến tài lộc. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài. Nhóm 8, tuổi Quý Dậu, sinh từ 16 tháng 9 cho đến 14 tháng 10 dương lịch, tháng Tân Dậu. Dậu kim vượng đại diện cho sức mạnh của kim. Dậu rất cố chấp, không thể thương lượng được với họ, dễ đi vào chỗ bế tắc. Năm Dậu, tháng Dậu, hai chữ Dậu thuộc kim, sinh mùa kim vượng, tính tình cực đoan, cố chấp cao, không chịu khuất phục, không khéo, dễ làm phiền lòng những người thân yêu. Kim vượng là người giàu lòng trượng nghĩa, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói hành động dễ gây sát thương. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên đeo nhiều vàng bạc, không nên dùng màu trắng xám. Phòng làm việc hoặc nhà ở không nên có nhiều gương. Thời vận mệnh nữ trước 40 tuổi không đẹp, làm nhiều nhưng không giữ được tiền, xử lý nặng về tình cảm. Sau 40, hậu vận có phần khá tốt. Nữ có tính cách quá mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Thời vận mệnh nam sinh mùa này đa phần là tốt. Hiện tại đang hành vận có sao Hành Trì là ngôi sao đào hoa gặp gỡ, duyên ăn nói hoặc kết hôn. Tuổi Quý Dậu sinh tháng Tân Dậu, 16 tháng 9 cho đến 14 tháng 10 dương lịch, mệnh kỵ kim thiếu mộc. Dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Mỗi sáng thức dậy nên hướng về hướng đông hoặc đông nam, giúp thêm may mắn. Mệnh cần mộc, đi ngủ nên mang theo quyển sách, có thể trồng nhiều cây cối. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cải biến vận mệnh tốt nhất. Ứng dụng phong thủy, giảm vận xấu, tăng vận tốt vài phần. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài. Nhóm 9, tuổi Quý Dậu, sinh từ 15 tháng 10 cho đến 13 tháng 11 dương lịch, tháng Nhâm Tuất. Tuất là một trong tứ khố, thường đại diện đất đai nhà cửa. Nhóm người có khiếu kinh doanh, trầm tính nhưng lại háo thắng. Năm Dậu, tháng Tuất, rất xem trọng gia đình, Tuất thuộc thổ hỏa. Thổ dày hoặc gặp đại vận có thổ, tinh thần kém sáng suốt, lo nghĩ nhiều, tâm bất an. Thổ dày là người thiếu ngăn nắp nhưng bao dung hiếu thuận và tốt bụng. Người nhóm này có hai nhóm dụng thần mệnh khuyết. Hiện tại thời vận của mình nữ trước 34 tuổi không thuận lợi, tâm nhiều lo lắng, sau 35 bước vào đại vận tốt hơn. Thời vận của mệnh nam trước 29 tuổi nhiều cơ hội về công việc và kiếm tiền, nhưng dễ phạm thị phi, dễ bị xung đột. Qua 30 tuổi hành vận ngọ, tính tình dễ nóng nảy, vì thế cần tập thiền giúp tâm an. Tuổi Quý Dậu sinh từ 15 tháng 10 cho đến 22 tháng 10 dương lịch, vào các tiết khí kim còn mạnh. Dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Nhóm tiếp theo, Quý Dậu sinh từ 23 tháng 10 cho đến 13 tháng 11 dương lịch, vào tiết khí xương giáng thổ mạnh. Dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là thủy. Mệnh cần mộc, đi ngủ mang theo quyển sách,
nên ở nhà có nhiều cây cối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng, giờ buổi trưa là của hỏa. Mỗi sáng thức dậy nên hướng về hướng đông hoặc đông nam giúp thêm may mắn. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm vận xấu tăng vận tốt vài phần, tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Nhóm 10, Quý Dậu, sinh từ 14 tháng 11 cho đến 12 tháng 12 dương lịch, tháng Quý Hợi. Năm Quý Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn, tháng Hợi Thủy là nhóm người hiền lành, ít phân tranh lẫn cọc tính. Nhược điểm lớn nhất của họ là thiếu sự kiên trì trong những mục tiêu lâu dài của cuộc đời. Năm Quý Dậu sinh tháng Hợi là người có sao dịch mã, cuộc đời dễ biến động, đi xa, thay đổi công việc hoặc chỗ ở. Nhóm sinh tháng Hợi thường như thủy, mệnh kỵ thủy, không nên dùng màu xanh dương hoặc màu đen, hạn chế dùng vàng bạc, nhà ở không nên có nhiều gương to. Mệnh thủy vượng thường thông minh chu đáo nhưng lại xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Thời vận của mệnh nữ sinh nhóm này trước 41 tuổi khá đẹp, nhưng có phần thiếu sự kiên trì cần thiết. Qua 42 tuổi, tinh thần dễ bị ảnh hưởng bởi đại vận Mậu Thìn. Sau 32 tuổi, dễ gặp quý nhân tương trợ. Thời vận mệnh nam trước 32 tuổi, nhiều trở ngại, thậm chí làm khó giữ được tiền. Tính tình cương trực thái quá, bù lại hậu vận mệnh nam khá đẹp. Quý Dậu sinh từ 14 tháng 11 cho đến 12 tháng 12 dương lịch vào các tiết khí lạnh, dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông giúp thêm may mắn. Cần mộc hỏa đi ngủ mang theo quyển sách. Nhà ở nên có nhiều cây cối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa 9 đến 15 giờ chiều hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc, nên tận dụng tất cả các khoảng thời gian này. Ứng dụng thêm mệnh khuyết, giảm vận xấu tăng vận tốt, tu tâm dưỡng tánh bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Nhóm 11, tuổi Quý Dậu sinh từ 13 tháng 12 cho đến 11 tháng 1 năm 94, tháng Canh Tý. Tháng Tý năm Dậu cố chấp cực độ, không khéo dễ làm phiền lòng những người thân yêu. Năm Dậu tháng Tý là người có sao Thiên Hỷ, cuộc đời nhiều biến động. Quý Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn, sinh năm Tý, tính tình đại diện cho cố chấp cực độ. Tý Thủy tượng trưng cho sức mạnh của thủy, thường bảo vệ lý lẽ của mình hết mình. Nhóm người sinh tháng này khá tốt tính nhưng quá chấp trước, xử lý thiên về tình cảm. Mệnh thủy vượng là người thông minh tận tình, nhược điểm thích an phận và ít cầu tiến. Nếu có trên hai người sinh mùa cuối năm ở cùng một ngôi nhà, dễ xảy ra hiện tượng ẩm thấp, rỉ nước hoặc ngập lụt. Người kỵ thủy nên biết không nên dùng màu đen, màu xanh dương. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Nhà vệ sinh dùng màu ấm hoặc dùng ánh đèn vàng. Thời vận của mệnh nữ sinh tháng Tý trước 30 tuổi khá đẹp, vì hành vận có mộc hỏa. Sau 31 tuổi, hành vận Thìn thuộc thủy thổ, đầu cơ dễ phá tài. Thời vận của mệnh nam sinh tháng Tý trước 44 tuổi không đẹp, tinh thần kém, hành vận kim thủy vượng dễ phá tài. Đang hành đại vận Dậu, phạm thị phi, tranh chấp và ảnh hưởng sức khỏe. Nhóm này sau 45 tuổi có hậu vận đẹp. Quý Dậu sinh tháng Canh Tý, từ 13 tháng 12 năm 93 cho đến 11 tháng 1 năm 94 dương lịch vào các tiết khí lạnh, là thời điểm thủy vượng, dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông giúp thêm may mắn. Mệnh cần mộc hỏa, đi ngủ mang theo quyển sách, nhà ở nên có nhiều cây cối. Cần hỏa dùng màu ấm, nhất định phải thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa 9 đến 15 giờ chiều hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc.
nên tận dụng các khoảng thời gian tốt này. Ứng dụng theo mệnh khuyết, cải thiện vài phần, tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Nhóm 12 tuổi Quý Dậu sinh từ 12 tháng 1 năm 94 cho đến 9 tháng 2 năm 94 dương lịch, sinh tháng Ất Sửu. Năm sinh Quý Dậu tính cách cực đoan thẳng thắn, sinh tháng Sửu lầm lì cứng đầu. Mệnh có sao hoa cái, mật mã tài hoa thông minh. Mệnh nữ có sao hoa cái, tính tình khá mạnh mẽ, dễ dẫn đến cô đơn. Sửu thổ gặp đại vận có thổ là người kém sáng suốt, tâm dễ bất an. Thổ dày là người hiếu thuận và tốt bụng, biết cho đi nhưng lại thiếu ngăn nắp. Thời vận trước 37 tuổi của mệnh nữ không đẹp, hành vận thổ, tâm thường nhiều lo lắng. Sau 38, bước vào đại vận có hỏa sẽ khởi sắc hơn. Thời vận của mệnh nam càng bất lợi, 30 đến 39 tuổi, hành vận kim vượng, tinh thần dễ ảnh hưởng. Tuổi Quý Dậu sinh tháng Tân Sửu, từ 12 tháng 1 năm 94 đến 9 tháng 2 năm 94 dương lịch, vào các tiết khí lạnh, đa phần là kỵ thủy. Dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Khuyết hỏa mộc nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng, xanh lá, nhất định thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa, tăng vận đào hoa. Đi ngủ mang theo quyển sách, nên ở nhà có nhiều cây cối. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa từ 9 đến 15 giờ, hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc, nên tận dụng tất cả các khoảng thời gian tốt này. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tuổi Quý Dậu muốn đạt được thành tựu, cần giảm tính bảo thủ và chấp trước, biết lắng nghe và uyển chuyển hơn. Muốn tâm an, hãy tập ngồi thiền. Tập ngồi thiền là cách tu tâm dưỡng tánh, tâm an tịnh là loại phong thủy tốt nhất. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho Quý Dậu theo 12 tháng sinh. Nếu biết thêm ngày giờ sinh, có thể xét toàn diện một lá số. Biết được dụng thần, các bạn vào website của Khải Toàn xem về phần mô tả chi tiết từng ngũ hành để ứng dụng. Nếu bạn cảm thấy đau khổ, chính là do cước bạn mỏng. Tu tập để chuyển hóa nghiệp lực sẽ giác ngộ điều trước đây mình cho là khổ chỉ là tự do mình nghĩ thế. Muốn giàu có hãy bố thí tài, muốn trí tuệ hãy bố thí pháp, muốn khỏe mạnh hãy bố thí vô ý. Dành thời gian tu tâm dưỡng tính, tâm an tịnh là một loại phong thủy tốt nhất. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.